Hai, chào gia đình yêu thương của Út nha. Chúc gia đình yêu thương của Út ngày mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, cát tường như ý, công việc hanh thông, lúc nào cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất nha. Út nè mấy mẹ. Ừ, tôi giàu quá. Từ ngày tới tôi giàu, từ ngày anh yêu sạc pin giờ tôi giàu luôn hả nha. Rồi, vô câu chuyện ha. Vô câu chuyện. Trời ơi, nói được Sư Ngọc trước đi ha. Giờ tới nói cô Sáu ha. Trời ơi, cô Sáu thương quá. Thương quá Sáu ơi, Sáu. Sáu ơi, Sáu, Sáu thương quá Sáu ơi. Trời ơi, con thương Sáu dữ lắm. Con thương Sáu giống như con bắp nhà con vậy đó. À, thua nữa đàn. À, thì cả nhà biết hôm qua Hồng Loan là một cái lễ, cái buổi ca nhạc có bùm bùm nữa rất là vui, nhưng mà tại vì nhà Út xa lắm, Út không có đi được. Tình hình an ninh không không có đảm bảo, bà Yến không có cho Út đi đàn. Thì có luật sư Ngọc và luật sư Trọng Nhân đến để mà chia vui cùng Hồng Loan, và tặng cho Hồng Loan một bó bông rất là đẹp, rất là thắm thiết, tình cảm rất dạt dào. Cả nhà hồi xưa giờ cả nhà có thấy có vụ án nào luật sư khóc vì thân chủ mình không? Khi Ni bị bắt, Hồng Anh luật sư Ngọc rất là bức xúc và rất là dạt dào, có nó phải nói là khóc luôn đó. Và có một vụ án là luật sư mà đi lỡ nhà thân chủ ăn cơm, nói chuyện vui vẻ, chụp hình ôm ấp này kia, và nói chuyện giống như là chị em ruột trong gia đình không? Có không? Không đó. Bởi vậy Út nói cái drama này, drama tâm linh, nó khiến lòng người mới đầu đến vì tiền nhưng mà sau đó lại về tình cảm, giống như Út nè với anh em nè, lợi là làm YouTube vì tiền nhưng mà sau đó biết nội tình bên trong thì bắt đầu thương Hồng Loan với là thương Ni, giống như tình cảm trong người thân gia đình đúng không? Còn bỏ thời gian văn phòng của mình, luật sư mà đi tham gia lễ ca nhạc của thân chủ mình đó, tại vì luật sư người ta đâu có rảnh cái nha, ta đâu có rảnh mà đi coi ca nhạc ca ơ này kia rồi tặng bông tặng ơ này kia đúng không? Đó, đâu có rảnh đâu, tại vì thường ngày luật sư Ngọc rất là bận cái nha, bận đó, nên luật sư Ngọc có thời gian là luật sư Ngọc về nghỉ ngơi đúng không? Còn cái này lên đồ rất là đẹp, luật sư Ngọc đẹp cực kỳ đẹp theo cái nét mà phúc hậu cái nha, đẹp theo kiểu phúc hậu đó, cái mặt đầy đặn phúc hậu đó, chứ không phải là mặt vô đảng giống như con mu dài với con mẹ mặt trời mù với thằng Thám Tử đâu đó, với thằng luật sư cặp mu đâu, luật sư rụng răng đó. Chê luật sư Ngọc làm ăn không có tầm, không có tâm, không có tầm, không có tâm, mà người ta được biết bao nhiêu cái sự kiện, còn mình có tầm có tâm có ngày đi cặp mu không, đi cặp mu dân quyêu, lấy mu còn thằng Thám Tử có tâm mà có ngày nó tâm trong cái quần đàn bà không đó, còn con Trang mu dài tối ngày dân mu với quyêu, còn con mẹ mặt trời mù á thì dân máy bay cho thằng Thám Tử để thỏa mãn con người mình đó, vậy đó. Chơi là sự cần không có tâm đó nha. Mà cái nhà thấy cái gì ngộ không, gần tới phiên tòa rồi, gần tới phiên tòa rồi mà luật sư như vậy thì cái nhà biết kết quả làm sao biết không hả? Dễ ăn của ngoại quá. Gần tới phiên tòa mà đoàn luật sư bảo trợ cho Hồng Loan vui vẻ hoạt bát thoải mái đi xem ca nhạc và chụp hình tặng bông như thế này thì cả nhà biết kết quả rồi chưa hả? Thật chất kết quả đã có từ lâu rồi, nhưng mà mình phải làm theo trình tự nhà nước, làm theo pháp lý. Theo cái nhà nghĩ đi, một người trong hộ khẩu 37 năm và một người đứng tên con Võ Văn Ngoan 37 năm với hai mẹ con nhà ghe xin tạm trú tạm vắng không chờ, xin vô đi học nhỏ đi học không chờ, biết sao cậu nhìn ra bộ mặt thật của mẹ con nó rồi nên cậu không cho, mai là cậu không cho tạm trú tạm vắng đó cho vô khẩu đó, chứ cậu mà cho á làm cách nào để bứng mẹ con đây, muốn xe cu bê mà lội mà mấy cầu luôn á, lội 10 cầu luôn cũng chưa mà bứng được mẹ con nữa, đừng có nói gì mà cho vô khẩu, mai là không cho vô đó mà còn làm trời làm đất trần ai mới đuổi được đó, mà cho vô cái nhà nghỉ đi cỡ nào mà gần tới ngày xét xử phiên tòa mà hai vị luật sư đại diện cho đoàn luật sư Tâm Quang rất là thoải mái, rất là dễ thương đi dự, tặng họ Hồng Loan một bó bông, cái màu Út rất là thích luôn, cái màu xanh nước biển đó, Út rất là thích cái màu đó luôn đó. Vậy là cái nhà biết rồi, vậy là cái nhà biết cái kết quả thế nào vậy đó. Trời ơi, cái bọn mà quay xe đó, cái bọn Tam Sơn đó, chứ cái bọn Trắng Dừa Nha Trang đó, con quỷ bà Dược Kinh Phong đó, con quỷ bà Bình Bác Khỉ nhá, Dược 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 đó đó, quỷ Ngân đó đó, với Ngân đó, quỷ Ngân với Ngân với lúc nhỏ đó đó, với Bình Dương gì đó đó, nó thấy cảnh vậy chắc tức mà ha, mình nghĩ nha, thấy cảnh tức đúng không trời ơi, thấy Hồng Loan kệ nó hát dở hay kệ nó, tôi phái cộng đồng mạng phái ta đã ủng hộ đây, ủng hộ vì cái tình chứ không phải ủng hộ người hát hay hát dở, thí dụ mà hát hay quá mà sống vô thiên vô pháp
vô ơn phản phúc, mất nết, chơ chẽn lật lọng, sống mà vô đạo đức, vô kỷ cương, vô pháp lực thì cũng chả ai coi ủng hộ làm gì. Không ai đi ủng hộ cái người mà sống bất dạy, nói chung vậy đi, nó vòng vòng nó công mệt, nó mẹ kêu bất dạy đi, đúng không? Dù Hồng Loan đó ha, không hay, nhưng mà cộng đồng mạng ủng hộ đây là ủng hộ cái gì? Ủng hộ tinh thần, ủng hộ cái tình, cái nghĩa, ủng hộ một đứa con gái mất cha mất mẹ, bị một đám mang danh dục thịt nhào vô để hãm hại, để chiếm đoạt tài sản và ức hiếp từ nhỏ giờ, là ta muốn bù đắp cộng đồng mạng, thay vì dòng họ bù đắp cho nó, đúng không? Cậu này cộng đồng mạng thay mặt những cái đám mà dòng họ dục thịt quần què đó, bù đắp cho nó, bù đắp lại những gì mà nó bị mẹ con gia cướp, đó, bù đắp lại những gì tuổi thơ của nó không có được. Bây giờ cộng đồng mạng bù đắp cho nó, những người không quen biết sẽ bù đắp cho nó, đúng không? Chứ đâu phải cả nó hay đâu, đâu phải hay như thằng bóng nè, bây giờ nè nó hay nè, có ai mở nó đâu, có ai mở nó đâu. Bắt tơ xóa sạch hết, giết mà nó phải tự năn nỉ con le le cho nó tiền để nó mở lại show, chứ không mở thì sao? Tại đó tháng 9 này làm bận lắm mà không mở thì sao? Thì khán giả chửi nhục như sao, bắt buộc phải mở, dù lỗ dù không lỗ gì cũng phải mở. Bởi vậy nó bán, cố tình bán giấy 2,5 triệu để cho fan của nó mua, để cho nhân viên của con le mua, chứ không cho người ngoài mua. Đó, đúng cả nhà, đó. Vì thế mà bọn của nó tức lắm. Hôm qua nó thấy cảnh Hồng Loan mà hát khò đó, được chú Ngân Tứng đờ má tư đờ á, người này kia vỗ tay, nó nói là cái quán cà phê hả, ông nghẹt luôn, ông nghẹt luôn, quá trời luôn. Trời ơi, phải mà ve ha, phải mà ve hát được vậy ha. Nó quay đăng 80 trang mạng, mai là nó hát có 20 người xem, mà nó đăng nó khen từ lưa vậy đó. Thằng bóng nó trụ quá cho người đến luôn, trời ơi, con nhà nồi nồi gì hả, chắc nồi cám heo quá, con nhà nồi, nồi cám heo, con nhà nồi, trời ơi, rất là bản lĩnh, đúng rồi, con ve rất là bản lĩnh luôn. Bị người ta chửi giũa một năm mấy nay ăn cắp ăn trộm, mà giờ lên đó nhe văn mà hát sai lời, giờ nói khán giả là thông cảm đi, chưa chuẩn bị, mà bán vé trước 1 tháng rồi đó, mà nó là nghệ sĩ, mà nói thông cảm đi, chưa chuẩn bị, phải chi mà út đi, người bình thường đi, hát sai, thông cảm cả nhà, tại vì út không có chuẩn bị đó, út phải chuyên nghiệp đó, quên cũng được đi, còn mình là sao đó ngồi hạng ba, mà hát sai lời, thông cảm đi, chưa chuẩn bị, vậy sao mày lấy tiền, sao mày mày không mày nói là thông cảm đừng đưa tiền, tôi chưa chuẩn bị lấy, sao đó vậy đi, đúng không? À, bọn tôi nói là tức lắm, càng tấn công Hồng Loan càng phát triển, bán cái gì cũng đắt, làm cái gì cũng thành công, ngộ, ông nói hoài à, tụi bay làm ơn đừng tấn công Hồng Loan nữa. Càng tấn công nó lại càng phát triển, nó càng đẻ cái shop và cộng đồng mạng sẽ ủng hộ nhiều hơn, nó vậy đó, đời nó mua đời nó vậy cả nhà, càng ép Hồng Loan và đường cùng thì nó càng lại phát triển sinh sôi ra, đúng không cả nhà? Đó, tác dở mà nguyên quán cà phê kính đi giá không, còn sao nó ngồi có 30 người xem, còn nghệ sĩ ưu tú bóng bán vé kính, làm show kính trong vòng 2 tiếng hồ bán hết vé, chưa in vé, chưa đăng poster bán hết vé rồi mới bắt đầu đăng poster lên, mà đăng poster sửa hai lần, mà cái poster có thằng hai mặt, có thằng hai mặt, đúng không cả nhà? Vậy nó mới lạ. Bởi vì bóng mà làm gì cũng lạ hơn người ta. Tại nó đếm thúi lắm, thằng bóng đếm thúi lắm, nó đếm thúi từ bên Mỹ qua đây, từ lúc cậu còn sống là nó muốn sửa cái mặt của nó để mà giống cậu, để xóa ngôi cậu, nhưng mà ông tổ không đãi nó. Tại vì sao? Ông tổ ông đãi cho mấy người điếm thúi, ông mới đãi mấy người mất nết mất dạy, phải vô ơn phản phúc, lừa thầy phạt hại em, lừa thầy phạt bạn hại em, đó là ông có đãi đó, làm đủ chiêu trò để dịch xô cậu, mà cuối cùng vẫn mắc nợ. Vậy mà con mặt trời già đó, quỷ mặt trời già nó nói là có 2.000 tỷ, anh bóng có 2.000 tỷ, thôi có 2.000 tỷ làm ơn phiên trả 300 triệu tiền BH cho người ta đi, trả 200 đô cho Linh Tý đi, 10 triệu cho anh Sang đi, trả tiền BA cho Hồng Loan đi, trả tiền cậu Năm 12.000 đô đi. Tôi mà 2.000 tỷ tôi trả mẹ rồi, để phải nấu hoài nhục nhã cái nhà, đúng không? 2.000 tỷ nhiều lắm chứ bộ, mình xuất gia 5 tỷ thì trả mẹ hết rồi, trả hết luôn khỏi ai nói. Trời ơi, đại gia 2.000 tỷ mà giờ phải núp dưới cái nách của con bông le le để hửi nách, để mà kiếm tiền ăn nuôi cái gà lem kem kem. Đại gia 2.000 tỷ đã bám theo giặt áo đàn bà để mà sống. Đại gia 2.000 tỷ, trời ơi, có bổn cũ soạn lại hả mẹ mặt trời mù. Lúc trước nói đi là 8.000 tỷ, bây giờ bớt thằng bóng này 2.000 tỷ. Vài bữa dám nói tôi là con nhỏ này nó có 1.000 tỷ đó mà, cũng dám đó mà.
cũng dám vài bữa nói trời ơi cô út này nó tôi ngàn tỷ luôn, nó dữ lắm đó, nó giàu lắm đó. Đó rồi nói tới cô Sáu à, cô Sáu khóc. Cô Sáu khóc, cô Sáu nói là cô Sáu không có đồng sở hữu và không có dành. Ồ khóc hoài Sáu, cô nghiệp quá Sáu, mà sao mỗi lần khóc ồ giống y con quỷ dài cưng kiệu kiệu thương gì đâu thiệt. Mỗi lần tôi thấy Sáu khóc tôi mỗi hỏi bồi hồi gì đâu đó, khóc hoài sao. À, đúng rồi Sáu nói đúng cả nhà ơi, Sáu đâu có đồng xã hội đâu, đâu có ăn đâu có giành giật đâu, mà sao ăn cướp, ăn cướp của người ta, ăn cướp cạn đúng không, thở đào lòng đó nó kêu ở đó đi, sau này nó bán đất nó chia cho, không có chịu giật cái mồng lên nhảy dựng 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 lên, không chịu không chịu không chịu không chịu, nhà của con ve đất trên Thủ Đức chia ra cho con trả bảy nữa, với mẹ Sáu còn Hồng Loan được đôi dép 15.000 hai đôi quẹo lựa, quẹo lựa đúng không, bởi vậy Sáu đâu có giành đâu có đồng sở hữu đâu mà đổ thừa qua cái Sáu. Sáu ăn cướp, Sáu ăn cướp có đồng sở hữu đâu, nhà của con ve đất Thủ Đức là 6-7 ra hưởng, Hồng Loan được đôi dép 15.000 hai đôi quẹo lựa, lựa thì Sáu đâu có giành, đâu có đồng sở hữu đâu mà cái nhà đổ thừa, cái nhà chửi Sáu ăn cướp, hiểu không Sáu. À, cô Sáu khóc tức tuổi luôn, trời ơi khóc thấy thương lắm, khóc thấy cưng lắm. Sáu ơi nó ngày Sáu, Sáu khóc với mấy YouTube làm gì hả, mấy YouTube nó cũng khổ gần chết, nó đi quay nó kiếm tiền ăn, rồi Sáu khóc với nó làm gì hả, mấy YouTube chứ đâu phải là cậu Năm đâu mà Sáu khóc gì, Sáu ngộ quá, Sáu già Sáu hay khóc vậy, Sáu già phải khóc vậy, thay thời gian mà Sáu khóc đó, Sáu đi bán cái số Sáu kiếm tiền đi, ngày kiếm trăm mấy trăm 200.000 xài cũng được, ngồi đó khóc tối ngày, ham ăn biến làm mà phải khóc, phải chỉ cái chuyện khóc á, xuyên khóc giống như là xuyên làm thì cuộc đời sao đỡ quá đúng không, ăn nào khóc không hở, ai nó động nó khóc, động nó khóc làm như oan ức, làm như tức tưởi, làm như là bị ăn hiếp gì lắm. Sao chưa giết người ta thôi, ai làm gì sao hả, sao toàn mướn người giết người ta không, mà hở khóc làm như oan ức chính chiên đó, mà ngựa bà vậy hả, đụng cái chảy nước, đụng cái chảy nước đúng không, mấy YouTube không có tiền đâu, mấy YouTube đi quay kiếm tiền nó ăn, nó không có tiền cho Sáu đâu mà Sáu khóc hoài. Ngày xưa cậu Năm á, mỗi lần mà Sáu khóc á, cậu Năm dâng hết tài sản cho con cho Sáu đúng không, nên Sáu quen rồi Sáu khóc hoài. Vậy giờ mấy YouTube không có tiền đâu, Sáu khóc giờ Sáu ngã ra Sáu chết luôn, nó cũng không cho tiền Sáu đâu, tại đi quay kiếm tiền ăn mà tiền đâu cho, mà hở khóc làm như cái chuyện mà khóc mà để mà có tiền á, nó ăn sâu trong máu Sáu đúng không, giờ đụng cái chảy nước, đụng cái chảy nước à, đụng cái khóc rồi à, khóc làm như là oan ức tức tưởi, bị người ta chèn ép ăn hiếp nặng nề. Hai mẹ con Sáu không đè đầu cỡ cổ người ta thôi, chứ ai đè đầu cỡ cổ Sáu hả, tham quá thì mắc quai vậy dán chịu đúng không, tham quá thì mắc cổ mắc xương dán chịu, cái nghiệp của Sáu nặng lắm đó, dám bán căn nhà từ đường luôn, nhà từ đường là cái gì đó nó cao quý và nó kỷ niệm và nó nặng tình lắm cái nhà, mà dám bán luôn thì con người Sáu không phải là con người nữa, mà là một con quỷ, một con quỷ già chứ không phải bình thường nữa. Vậy mà khóc tức tưởi, trả lại 5 căn nhà, ngàn lượng vàng cái biệt thự, cái nhà từ đường đi, và Hồng Loan nó chia cho, nó chia cho đúng không, trả lại đi, khóc lóc già rồi bớt khóc đi, già và bớt khóc đi. Đạo diễn nói Sáu làm chắc ăn thắng 100% khóc một chi hả, đã đạo diễn nói Sáu là chắc ăn thắng 100% giờ khóc làm gì, đã Sáu nói làm đạo diễn nó khẳng định rồi là 100% thắng thì khóc làm gì, lấy phải mừng chứ, tại sắp tới có nhà có cửa khóc làm gì, biết thua rồi đúng không, biết thua biết bại trận rồi đúng không, mới khóc tức ta tức tử đúng không, đúng không Sáu. Tôi nói Út nói nhớ là Sáu nói làm phút 89 còn thay đổi mà dễ ăn lắm, chưa đâu, phút 89 còn thay đổi chưa chắc đâu đó, Sáu nói vậy đó. Giờ Sáu khóc làm gì, đó đúng rồi, Sáu nói rất đúng luôn cái nhà, Sáu nói rất đúng luôn, phút 89 là thay đổi biết sao không, kêu sạc pin về, tại vì biết sao không, tưởng là Ni bị bắt rồi, thằng thám tử nói là Ni đi trên 10 mấy năm, đặc biệt là vô chung tử tù là coi như xong, là chắc ăn 100% là Ni không còn xuất hiện cuộc đời Hồng Loan nữa, nên lật đật kêu sạc pin về hỗ trợ để mà trấn áp Hồng Loan, để mà giành nhà giành cửa. Nào ngờ phút 89 Ni xuất hiện,
dở cái mưu, dở kế hoạch, dở cái mưu, dở kế hoạch đó, thấy không? Sao sao đừng có nói 89 thay đổi đúng rồi, sao nói cái gì cũng đúng hết trơn á trời á. Phút 89 thay đổi đi xuất hiện à, sạc pin đơ cái người ra, đơ cái mặt ra, tính về là đánh tan cha bảy, mà cuối cùng cha bảy không sao hết, mạnh như con trâu. Đó, giờ tính về đàn áp Hồng Loan, khi đi không có, nào ngờ đi xuất hiện, dở kế hoạch nữa. Đó, bởi giờ cha sạc pin lang thang bên nhà Oxin á, là quét cái quét nhà vô chén đã có cơm mà ăn, có cơm mà ăn. Và bây giờ xin tiền, xin tiền à, xin tiền người này kêu mua vé máy bay về mà không ai cho. Kêu vé cho, kêu con mình cho. Lúc trước mình vinh tiền muốn điếu giùm nó đó, mình kêu nó cho hàm răng với mớ tiền, mới đây gần 2 năm ăn mẹ hết rồi. Còn hàm răng đó, hàm răng ke không đó. Phải lúc trước á, đừng có đam mê cờ bạc. Bớt ham ăn đi, siêng làm xíu. Thì giờ này là sắp có tài sản rồi, đúng không? Đừng có dùng nước mắt kia lấy tiền của cậu Năm để mà những cái thú vui của mình. Bớt ham ăn đi, siêng làm xíu. Thì giờ này có tài sản rồi, đâu phải đi giành nhà giành cửa, đâu phải đi cướp nhà cướp cửa của người ta rồi bị người đời giũa xả, trúng mắng trúng giũa xả, và cái nghiệp nó gieo dẫn người mình. Và sắp tới là mình già hết khí rồi, đâu có đi làm nổi. Đâu có đi làm nổi gì đâu mà kiếm tiền. Bởi vậy bây giờ bất lực rồi, vừa nhà cửa không giành được, vừa bị trúng giũa trúng xả, mà vừa già hết khí rồi làm gì nổi. Còn trẻ mà không đi làm thì giờ già làm gì nổi đó nha. Còn trẻ ăn rồi phá, có cậu làm sẵn rồi đâu cần làm. Rồi bây giờ già là đâu biết làm gì, phải từ mình nhỏ mình lao động thì mình lớn tuổi vẫn còn làm được. Còn bây giờ từ nhỏ nó không làm nổi thì già làm con mẹ gì nổi nữa. Mà con ve là cái con đâu phải là mà nó cho tiền má đâu cả nhà. Muốn lấy tiền ve khó lắm, khó lắm, má nó không lấy tiền ve được đó, phải làm cái gì nó mới cho. Mà mỗi lần nó cho nó chửi trên đầu trên cổ mà sao bào ve. Phải đừng tham lam, đừng có tham lam vô độ, từ từ nó chia cho. Thì giờ này ngon rồi, đúng không? Như luật sư Nam nói đó, đừng có tham lam vô độ, ở yên nó đi, sau này nó bán đất bán nhà nó cho, giờ ở chung căn nhà nó điều khiển nó luôn. Hồng Loan sẽ bị điều khiển bởi mẹ con nhà ve khi mà mẹ con ve ở chung căn nhà đó, cái nhà tên đúng đi. Nhưng mà tham lam vô độ, thấy con người ta một thân một mình định nhảy vô ăn tóc ăn cả, nằm mắc xương mắc cạn. Ni xuất hiện đi, chọt cái giò vô họng cái rụng răng hết trơn chứ, rụng răng hết. Đáng lẽ là cậu ổng khiến cho chia ra để anh em đều vui vẻ, nhưng mà vì những người này ác quá cậu mới khiến Ni xuất hiện đó. Chứ thở đầu là cậu ổng muốn để dàn xếp là sau này Hồng Loan sẽ mua nhà đồ cho mẹ sáu cha bảy đó, nhưng mà lòng tham không đáy, cậu nằm xuống họ hại con cậu nên cậu linh thiêng, cậu khiến Ni tới đó cả nhà. Chứ thở đầu cậu chưa có cho Ni tới đâu, cậu để là chia gia đó. Cậu cũng còn âm tình lắm, còn thương em mình lắm, nhưng mà em của cậu đã không còn một tình cảm gì nữa, đã tất tay với con cậu rồi, nên cậu cho Ni tới để cho họ một bài học, và không họ không có 1.000 dính với đích luôn đó. Mình trách mình đi sao, mình đừng trách đời đó, mình trách mình đi. Mình một lần đi, một lần mình trách mình đi. Một con người bất hiếu, sáu là một con người bất hiếu khi mà bán nhà từ đường, đưa ông bà tổ tiên ra đường thờ ở. Một đứa em bất nghĩa đài đỏ anh mình tới ngày chết luôn. Thứ nhất là sáu là một đứa con bất hiếu, thứ hai sáu là một người đứa em bất nghĩa đài ải anh mình tới ngày chết luôn. Thứ ba là sáu là một người cô bất nhân đã hại cháu mình, hại anh mình, đã giờ hại cháu mình để chiếm đoạt tài sản. Thứ tư là sáu là một một thứ là đàn bà vô dụng, là thứ người một người mẹ vô dụng, đúng không? Bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa, và tới bất nhân với em cháu mình, xong rồi tới vô dụng, tới vô dụng, một người mẹ vô dụng không cho con cháu được tài sản mà làm tiếng xấu cho nó. Đến nỗi bạn ve đi đâu không dám phe mẹ mình luôn, mà toàn là phe cậu không, phe ba người ta không. Mẹ nó cũng là nghệ sĩ lớn, em của ông Hoàng, mà không khi nào Út thấy nó đi đâu Nó phe nó là con của bà Sáu Bào hết, toàn là cháu của cậu không. Nó thấy lạ không cả nhà, thấy không? Giết mà mẹ nó mà nó không dám mà hãnh diện thì biết con người mẹ nó cỡ nào. Tại vì bề ngoài nó phải kêu bằng mẹ thôi, chứ thật chất bên trong lòng con ve má nó chết rồi. Một người sáu là người có bất hiếu nè, bất nghĩa với cậu nè, bất nhân với Hồng Loan nè,
vô dụng với con cháu nè. Đó, thay vì khóc đi bán vé số kiếm tiền ăn đi ngồi khóc hoài đó, cả đám vô nhào vô ăn hiếp Hồng Loan, giành nhà giành cửa, chà đạp hủy bán danh dự con người ta, có ai giống, có ai gia hồn như dí gì không hả? Cái nhà để ý đi nguyên một bầy luôn, ăn hiếp Hồng Loan, không có đứa nào gia hồn như dí gì hết. À, ngay cả chú Bảy y như cái thay ma, bây giờ chú Bảy y thay ma để dành làm cần câu câu tiền. Chú Bảy á, cái thân chú Bảy y như thay ma luôn, bây giờ để dành làm cần câu để câu tiền cái nhà. Đó, cứ mỗi lần mà hết tiền nhà đóng là y như rằng chú Bảy nhập viện, mỗi lần hết tiền đóng nhà y như rằng chú Bảy nhập viện. Chú Bảy giống như bây giờ giống như làm một cái cần câu cơm của mẹ xèo cái vậy đó. Bởi vậy mà đại gia mua 300 triệu xèo cái đâu có chịu, tại vì chú Bảy là mỏ vàng mà, cứ mỗi lần hết tiền là cái nhập viện, hết tiền nhập viện, hết tiền cái bùm bùm ơi, hết tiền cái bùm bùm ơi. Thay như là Út là nếu mà bùm bùm mà chú Bảy xin tiền nó cho liền, xin mấy chục triệu nó cho liền. Đó, bởi vậy cha Bảy là cần câu cơm của mẹ xèo cái. À, ngon, mẹ Sáu lỡ đẳng chia đi. Dám mà đẳng mà nói em tao quyên góp không dám không? Ăn được với mẹ xèo cái lắm. Tại vì Hồng Loan nó hiền quá. Ai muốn làm thì làm, vất vơ vất dưỡng ngoài đường á, con hồ bất đảng cũng vô bỏ số tài khoản kêu gọi quyên góp được, ăn giọng rồi quay qua hại con ta giống quỷ già sạc pin á, như quỷ già tiên ngáo nhào vô. Tự nhiên bạn mà được quyền bỏ số tài khoản, bỏ túi duyên, giờ nay ăn hết rồi thì tính về đây làm cứu nữa hay gì sạc pin, hỏi lấy em đi anh. Trời ơi em giàu nè em, trời ơi em vừa dễ thương vừa đẹp mà vừa có chiếc vàng, không lấy mẹ Sáu nhăn nhăn giống quỷ, mặt giống quỷ mẹ luôn. Ốc vơ em bề nào cũng bán được lạc xưởng với cà phê sầu riêng rồi, mẹ Sáu ăn ăn tao quýnh bài không có làm bù què đâu đó, tao tôi bóng lửa vậy. Trời ơi vậy mà không chịu, quỷ già ăn què ngu vậy. À đây Ốc nói tới vấn đề le le xíu đi, le le bữa nay thông báo thế này cả nhà. Quỹ từ thiện tự nguyện thành lập giúp đỡ bằng tiền cá nhân không kêu gọi hãy quỹ từ thiện thành lập và không quyên góp. Quỹ từ thiện này là tiền riêng của hai vợ chồng em Le và Bóng. Gửi thông báo đến cộng đồng, chúng tôi đã thống nhất đi đến quyết định sẽ thành lập quỹ từ thiện Nụ Cười Le Bóng nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh hở hàm ếch bị vấn đề về hàm miệng. Nụ Cười Le Bóng sẽ tài trợ chi phí mổ cũng như hậu phẫu đến khi bình phục cho bà con nghèo. Những hoàn cảnh giúp đỡ vui lòng vào trang chúng tôi sẽ có đội ngũ xem xét chọn ra những hoàn cảnh giúp đỡ được. Khi đã được chọn hoàn cảnh giúp đỡ, Le và Bóng sẽ đến tận nơi thăm trao đổi. Tất nhiên là chúng tôi sẽ đưa vào bệnh viện thăm khám để phẫu thuật. Nếu cộng đồng ủng hộ quỹ của Le Bóng thì hãy giúp lan tỏa. Cái chiêu này giống sao giống cái chiêu của bà Đòn Di Bon quá vậy, bà Đòn Di Ban quá vậy. Cái chiêu mà hứa giúp người này người kia đó để bán hàng, để người ta quay qua ủng hộ mua hàng đó, sau đó là quăng cục lơ chà bá giống Đòn Di Ban đó. Đó, hứa tùm lum tùm la, hứa giúp người này giúp người kia, vô cuộc chả giúp ai, kêu người ta mua hàng rồi để làm thiện nguyện, vô cuộc ta mua quá mua luôn, gom vô không làm giúp đỡ ai. Cũng giống như cái lời con Le Le này, cái nhà nhớ không, tặng 20 hàm răng miễn phí lúc mà cao trào của Hồng Loan đó, nhớ không, tặng 20 hàm răng miễn phí. Bây giờ ai là người được làm răng miễn phí của con Le Le, giơ tay lên coi hả, ai là người mà lên tiếng coi. 20 hàm răng miễn phí khi mà tiếp cận Hồng Loan đúng không, nhưng mà cuối cùng ai là người được 20 hàm răng miễn phí, đưa tay lên coi, lên tiếng giùm tôi cái coi. Chả có ai, giả bộ vậy đó cho người ta tưởng đâu là tốt lành, rốt cuộc không có làm cho ai, toàn là giả bộ cho người ta thấy vậy. Ồ tốt quá trời, thôi mua hàng ủng hộ đi, tại vì nó miễn phí răng rồi, nó tốn tiền rồi, thôi bây giờ mua hàng ủng hộ nó đi đó, để nó có kinh tế để làm miễn phí răng ta. Đúng bài, y bài, nó có vậy thôi đó cái nhà. Thôi nghĩ như mấy mẹ.